Anh Nguyễn mời bác cắm tai phone nhá, nhắm mắt lại, nghe tiếng súp của MotoGP nó buông, nó thả và nó đánh. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang test chất âm của cả súp MotoGP có một đèn LX18B. Đây là dòng súp chỉ Obat 50 từ 2 con 100, được nhập khẩu chính hãng chính ngạch. Tiếng súp cực hay, nó rất là mềm, độ phủ, độ phóng rất xa và rộng, nghe nhỏ lắm với ra tiếng quỳnh, đánh dứt điểm không có đuôi. Khi bắt đầu tư với quả súp này thì rất an tâm, nó là hàng chính hãng nên là không lo hàng fake, hàng nhái và không lo vấn đề làm lại chưa hay độ zin như nào. Thế đây quả súp đã chiếm được cái niềm tin, cái cảm tình của khán giả trên khắp nước Việt Nam. Thì ngày nay em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu lại những quả súp MotoGP này để là bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em. Thì với quả súp này anh em chơi được phòng hát chuyên nghiệp, đánh ngoài trời, đánh trong nhà và tất cả những cái sự kiện âm thanh cần những súp uy lực mạnh mẽ mềm mại thì các bác sẽ hướng về những quả súp MotoGP. Súp MotoGP là một trường hợp cực kỳ lớn của bác được nhập khẩu tại Italia. Do vậy nó có tên tuổi và thương hiệu rất lớn tại Việt Nam. Công suất của nó đạt là 700W khởi động và 1400 là liên tục quá nhá, 8 ôm. Thiết kế bên ngoài rất đẹp, thùng gỗ chắc chắn, dày khuỳnh, sơn sần nhựa, chống bể xước, hỗ trợ ra cắm chân lóc. Độ rộng của súp này thì nó rơi vào 60, sâu 70. Và súp đã sâu 70 thì cấu dính hay quá nhá, mà cao 54, rộng 60, sâu 70, cao 54. Phía trước rất điệu, nó có hai gân, hai cái sống lưng ở hai bên, nó làm quả súp nó có độ mềm hơn và mặt trước là bò tròn, có hai cái giá sắt để giữ ê căng, một cái logo của MotoGP hết sức nổi tiếng. Anh Nguyên đang cố ghép một quả súp nhé, đang ở nghe cực kỳ hay, nó mềm bác nhá, mà rất là tiếng nó chắc, sâu, uy lực. Các bác cùng em có thể nghe trong một phút nhá. Với dòng súp này thì anh em ghép với tất cả dòng loa như là Mỹ nhá, như 7 và 8, và Trung Quốc, loa châu Âu được hết. Thì ngoài quả súp 50 ra thì em còn súp 40 nhá. 40 này. Hay quá. Mức giá đầu tư loanh quanh trên dưới 10 triệu nhá, hợp lý luôn. Bác có nhu cầu thì alo cho em theo số máy 0936 583 110. Có nhu cầu cọc cho em 1-2 triệu nhá, tùy theo sang ngày gần. Hay quá. Chắc bịch. Rồi bây giờ phần 2 nhé, em sẽ quay kỹ về phần vỏ thùng cổ bát, cũng như là thông số kỹ thuật để các bác để xem và ngắm cái độ chi tiết thế nào. Các bác biết rằng ấy, đối với một cái bộ dàn âm thanh dù nó hàng trăm đô la full mới nhá, hàng nghìn đô la full, nhưng mà không có súp thì vẫn chưa đủ giải, kể cả nghe nhạc. Súp nó tạo ra bát dày, bát ấm, bát sâu. Trong nghe nhạc thì giúp cho người nghe có cảm xúc, và trong hát karaoke thì giống như mà ông nhạc trưởng cầm phách cầm nhịp để chúng ta hát được hay hơn, đúng nhạc hơn. Nó không tạo lời không nhá, cầm phách thôi. Điện tử Hai Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê âm thanh và yêu loa súp nhá. Trong clip ngày nay, Hai Nguyễn lên sóng giới thiệu đến bác về những quả súp hết sức nổi tiếng và quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Đó là thương hiệu MotoGP và có một đèn LX18B. Thì đây là một dòng súp hơi sở hữu bát 50 từ 22 con 100, phù hợp cho bác chơi mọi không gian, từ đánh quán cà phê, ngoài trời, trong nhà và nghe nhạc. Một dòng súp bên em đã cung cấp tại thị trường Việt Nam nó quá nhiều rồi, từ những đô la full, bát 30-40, từ những hệ thống máy đẩy như là đẩy công suất, vang số, quản lý nguồn và micro. Những sản phẩm đó đã được khách hàng đánh giá một cách rất rất cao về chất âm cũng như là về độ bền, và đặc biệt đó là cái giá đầu tư nó hợp phù hợp đó nhá. Nhưng đổi lại thì chất âm nó hay hơn rất nhiều so với cái tầm tiền bỏ ra.
Thì ngày nay em giới thiệu bác về những quả súp rất phù hợp cho bác nghe nhạc và hát karaoke trong gia đình, chơi phòng hát vân vân. Thì đây là dòng súp mới tinh mới nhá. Bây giờ em nhập khẩu về là mới tinh thì tình, nguyên thùng nguyên hộp, và dòng súp nhập khẩu có thuế. Khi nhập về nó nguyên bản này, tất cả thông tin của nhà hãng là ghi một cách rõ ràng ngay trên vỏ hộp. Đấy, một biểu tượng con chim bồ câu. Đây là cái biểu tượng quen thuộc mà các bác đã đang dùng các sản phẩm multi. Thế dòng súp hơi 50 này thì bên em đã cung cấp cực kỳ nhiều tại Việt Nam rồi, đúng không? Hôm nay em nên lại cái chương trình này và giới thiệu lại các bác thôi. Dòng súp này đặc biệt nữa nhé. Đó là thiết kế. Thiết kế của này thì không chê vào đâu được. Này anh em có thể quan sát cái thùng này. Cái thùng này nó cực kỳ chắc nhá. Và rất là dày. Rất chắc, rất dày. Và vô cùng nặng. Nó là sơn sần nhựa to. Em xem này. Đúng không? Sơn sần nhựa to. Và thiết kế về thùng vỏ ấy cực kỳ là đẹp mắt, gọn gàng và chắc chắn. Dòng súp này nó rộng là 60, sâu 70 và cao là 54. Đấy. Dòng súp 50, súp mặt bác nhá. Sử dụng 4 lỗ thông khí ở phía trước. Và mặt trước này có một e căng. Thiết kế nó rất là điệu nhá. Có độ kiểu như là góc cạnh ấy trông rất là điệu. Dưới là một cái biểu tượng của Motivity. Đấy. Bên trong cái lưới này thì nó có những cái mút để chắn bụi cũng như là làm cho cái màng bát sạch hơn thôi nhá. Đây này, đây là căng nó rất chắc chắn. Và thùng nó thì không thể không chắc chắn mấy nhỉ. Dày dã man. Cái chỗ này em nghĩ là 5 cm nhá, cái thùng này. Đấy. Và được khoét sâu vào mặt trước này. Đúng hình của bát luôn, cho nên khi lắp bát vào nhá, nó rất ổn định, nó không bị chạy bát và khi chơi nó không bị dè. Và cái súp ấy ạ, nói về cái thùng ấy là cực kỳ quan trọng, bởi súp nó hoạt động rất là mạnh, đúng không? Và những uy lực chắc chắn này. Cho nên cái thùng nó phải dày. Hai bên trong này bạn ạ, tất cả là bông thưa màu trắng tinh, đúng không? Nó mới tét đẹp mà. Đấy, dày dợ rất là ok nhá. Thùng chắc chắn. Thế về thông số thật của nó, người giả xuất đã ghi rất là rõ ràng rồi. Đấy. Sau này có một cái tem check quy giờ của hãng đó nhá. Con này model của nó là LX18B. Đấy. Công suất khởi động là 700W. Công suất liên tục max là 1400 8 ohm. Đấy. Bát nhập khẩu tại Ý nhá, Italia. Đáp tuyến là 35Hz cho đến 300. Hỗ trợ 2 cổng vào. Tem xe bát này. Mã serial number. Đấy. Một hàng nhập khẩu chính hãng có thuế không nhá. Đây là một thương hiệu nổi tiếng rồi. Thì bác nhìn đây, cái cổ bát này thì được nhà hãng nhập khẩu trực tiếp tại Ý nhá. Trực tiếp tại Ý luôn. Bác nhìn quả bát xịn sò, bác cho nó khôn đâu. Đó. Nó khôn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đấy. Từ nước sơn đến kết cấu rồi đến các cái chi tiết nhỏ. Motivity. Đấy, bát được 500W nhá. 8 ohm. Đây tần số đáp tuyến này. Hoạt động là 30Hz 2K. GQ ấy. Cổ bát là 18 Woofer này. Technology of Italia. Các nhìn cực kỳ đẹp đúng không? Xương cong, xương nhôm nhá. Xương nhôm đúc nguyên khối. Và đặc biệt đó, bạn nhìn thấy cái chấu kẹp dây nó là bằng đồng nguyên khối. Cho nên là không bị han, không bị rỉ. Và cái kẹp dây loa rất chắc chắn mà nhá. Có độ chắc chắn. Đấy. Mà cực kỳ đẹp, nó bằng giấy. Phía sau này có một cái lưới inox để chắn bụi này. Và các lỗ để thông khí nhá. Khi mà đồ mới thì cái nhện bắt đầu vàng quá nhá, vàng ươm luôn. Chưa hoạt động đúng không ạ? Rất chắc chắn. Từ 2 có 100 quá nhá. Con này tiếng này đánh cực kỳ hay luôn, uy lực. Làm châm rất là dày rồi. Nhá. Rất là dày đúng không ạ? Đấy. Màng giấy quá nhá. Trên này nó gân nội tổng dầu 3 sóng. Những cái súp nào ấy mà nó thiết kế gân nội tổng dầu 3 sóng này, bao giờ cái bát rất là mềm nhá, mềm mại. Và đánh nhỏ lỗ ngay. Màng nó là sóng này và cái độ sâu của màng rất sâu nhá, tầm 30 cm, cho nên cái độ phủ, độ phóng rất là xa, rất là rộng, độ phóng, độ phủ rất là xa và rộng. Đấy, mình nhìn này, quả bát cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Con này thì nó đẹp từ hình thức, đẹp từ chất âm, đẹp từ cái thiết kế luôn. Thì cái multi này thì có rất nhiều bác dùng rồi. Riêng về súp multi, các bác nghe bé nó hay, nghe to nó hay, nghe mạnh nó hay không nhá, nghe vừa nó hay luôn.
nó độ uy lực sâu mềm và đánh dứt điểm không đuôi. Mà khi bác mua quả súp mới tinh rồi đúng không, không phải lo nghĩ gì hàng nhái, hàng fake, hàng làm lại, hàng sửa chữa, thì giá quả súp này loanh quanh trên dưới 10 triệu nhé, loanh quanh đấy, trên dưới 10 triệu thôi, là một sự mức đầu tư phải vô cùng hợp lý, vô cùng hợp lý. Thì với những quả súp Motability bắt 50 này thì bên em đã cung cấp rất nhiều rồi bác nhé, rất nhiều tại trường Việt Nam rồi chứ không không. Hôm nay thì em tháo ra làm lại clip cho năm 2024 này thôi. Đấy, hỗ trợ cho bác cả những cái giá cắm cọc trên nóc này. Rất vô tư đúng không? Đẹp, xuất sắc. Thế thì anh em nào có nhu cầu nhá, đầu tư của súp này thì alo chưa? Đấy. Anh Nguyễn chào các bác và cảm ơn anh em đã theo dõi video.